phía sau bản Nậm Khao còn được gọi là núi Cấm. Ở lưng chừng núi có một ngôi miếu thiêng thờ hòn đá tượng trưng cho sức mạnh của người Cống. Ngôi miếu này được gọi là Thổ Tỷ. Chỗ kia cửa suối cái đầm cùm chen nhau thét nhau đi lại, ai bẻ được cái này thì cũng là cho người làm cái có độc quyền. Thế thì dân tộc Cống là tuy là ít người nhưng mà dân tộc Cống là đi lạc thì bể luôn và được ngay. Thế là cả sông Đà cũng như là chảy máu đấy. Cái dân tộc Cống Khâu là tuy là ít người nhưng mà có phép là có quyền độc quyền là không có ai bốc đồ lừa. Bức ảnh hiếm hoi chụp miếu Thổ Tỷ cách đây 20 năm. Kể từ khi thắng cuộc, dòng họ Lý nhận trách nhiệm trông coi hòn đá và cử ra một người gọi là chủ miếu. Tháng 3 hàng năm, họ Lý lên miếu làm lễ cầu bình an cho cả bản. Nhiều năm trở lại đây, ngôi miếu đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại hòn đá nằm lọt thỏm giữa núi rừng âm u. Không ai trong họ Lý dám lên miếu. Người chủ miếu cuối cùng là bố của anh Lý Văn Trường. Sau khi ông mất, theo tục lệ, anh Trường sẽ tiếp tục công việc này.